ở dưới thôi, thấp dưới rồi. Chưa. Khúc đầu là gia đình em đang cơm trưa, tại vì 1 giờ trưa là phải ăn cơm. Tại gia đình một tổ thì ngồi riêng một tổ ăn nha. Thì dưa leo muối này bà hổm có quay clip trước đó là quay em ngâm dưa leo muối á. Thì bữa nay là 4 ngày rồi, giờ em tính dở ra đặng em trộn dưa leo muối đặng sáng em đem đi làm với xịt kho đó. Ai về dở ra nó bị hư cái đầu nha. Tại vì bà hổm em có nhắn xuống, nhớ lấy cái bọc bỏ nước đè xuống thì cái bọc nó chảy hết nước đi. Vì cái đầu dưa leo nó nổi lên nó bị hư cái đầu luôn. Thật sự rất là uổng luôn mọi người. Rất là ngon luôn, thấy nó vàng nó ngon nhưng mà nó bị hư cái đầu nha. Tiếc thiệt luôn á. Thì dưa leo muối này em tính sắt theo em trộn đang có thịt kho đó mình ăn. Ai về hư rồi bây giờ em sẽ ăn ba cái trái su á đang xào đem theo thôi. Bây giờ em sẽ kho thịt nha. Thịt này em kho đặng ngày mai em dở nó đi làm á. Công việc của em á là phải 5 giờ rưỡi thức dậy nha. 5 giờ rưỡi thức dậy đặng mình nấu đồ ăn thêm đem theo thì mình kho giấc chiều thì nó đỡ hơn nha. Tại sáng thức dậy mình kho nữa hơi lâu. Kho giấc chiều sáng thức dậy mình chỉ đập nước đá mình hâm đồ ăn lại mình dở thôi. Còn gạo á thì đem được cơm theo nó nấu luôn à. Đó, mình khỏi nấu ở nhà, nấu ở chổng thì mình ăn nó nóng nó ngon. Đó, còn đồ ăn thì mình cũng đem vô mình hâm được luôn nha. Không phải như công ty mà người ta nấu sẵn mình ăn chỉ xuống ăn đâu, không phải đâu. Thì 10 giờ rưỡi là mình đem đi nấu được rồi, nấu cơm. Đó, tới 11 giờ là ăn vừa nha. Thì đồ ăn cũng có hâm lại luôn. Nhiều anh chị hỏi em còn nhận người không? Thì bây giờ hay gần Tết là không nhận nữa nha. Có qua năm thì có nhận nha. Tại vì có nhiều anh chị đã vô rồi, vô hay là không nổi á, người ta nghỉ. Làm vài bữa người ta nghỉ chứ không phải như công ty. Đó. Thì giờ thịt này em kho để ngày mai em đi làm đây, em cho đường bột ngọt vô. Em cho miếng tương ớt nè. Em thôi thịt phải có tương ớt, tại vì tương ớt này để làm cái nước mình kẹo nó cay cay ăn rất là kỳ ngon nha. Đó. Thì anh chị nào muốn làm thì comment cho em biết nha. Ừ. Tại vì công việc của em là vậy đó, em cởi rõ ràng nha, làm thì ăn tắng đó. Làm khi sợ là không nổi nha. Bây giờ thịt em đã sôi chín rồi, em sẽ tắt bếp bỏ nó nha. Bây giờ cái clip em vậy thôi, em hẹn cả nhà ở clip sau nha. Có gì bình luận comment cho em biết, thả tim và cho em xin một follow. Cảm ơn cả nhà nhiều nha.